Rồi. Bây giờ đầu tiên bờ Hằng đọc trước cái phần này ha. Rồi, chờ xíu, chờ xíu. Rồi, thấy chưa anh? Bỉa, bỉa. Ý, chưa chưa, cái này chưa học hả? Rồi, tiếp này. Cái này là piao, họ piao, đúng rồi. Pia, pia, pian. Mia. Tiểu. Tia, ia, tia. Chia, thở, chia. Nhiều. Liang, thân thứ tự. Đúng rồi. Chia. Chia. Chiao không phải chiao, chiao là thằng thứ nhất, cái này là chiao. Thằng thứ ba, giảng. Đúng rồi. Chia. Chia. Mấy âm này nó hơi khó ha, nó hơi khác với tiếng Việt. Đúng rồi. Chia, không phải chia. Cái này là i e là i e. Giống như em đọc là nó sẽ giống là i a chia đúng không ạ? Xia. Xì, thằng đó bà, xì. Thằng bà, làm từ này em đọc lại xem. Là gì? Siêu ha, siêu chứ phải siêu ha, siêu là thành từ siêu. Rồi, từ đó ha. Rồi, chị ơi chị, nghe không chị? Dạ. Rồi, em đọc luôn mấy từ này ha. Rồi. Bẹo. Mía. Yên. Sao. Theo. Hả? Theo. Sao. Mình đừng có đọc phở. Nó phở. Phở cái miệng mình vậy nè. Ấy ra, thấy không?
còn nếu mình đọc phờ là nó sẽ nó bị lộn với cái âm ở đằng sau ở đây, phơ phơ mơ phơ, cái chữ phơ đó ha. À, cái này là kia phở, đấy là kia. Kia. Đúng rồi, Kim. đúng rồi. Điểm rồi. Theo Khiên, khiên. Khiên, ha, gặp lại. Khiên, đúng rồi. Nhẹo. Nghèo, đừng có đọc nào, nghèo, đúng rồi, đúng rồi. Nhiễn. Chia, không phải chia, chia, đúng rồi. Chiên, chiên. Giảng, đừng có đọc chàng chạy cái chữ phát như chậm chậm giảng. Thở chia. 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 Chiếu. Chiến. Chiến. Yên. Chiến. Không, không có chiến. Thở, thở. Chiến. Yên à, chén chén chứ không phải chưởng, chưởng à, đừng ở đằng sau, mình không có cần cuốn lưỡi, cuốn lưỡi mình chỉ để bình thường. Chén. Chén không phải chẳng, chẳng là giống như em có g đúng không, mình không có g nha. Yên rồi ngưng luôn hả. Chén. Ở dưới nên đọc gì. Chẳng ha, cái này là chẳng, cái này là chén ha, nó khác ha. Rồi đọc lại hai từ này. Chiến chẳng. Hai từ này em đọc nó như thế nào, nó xem nó giống nhau, mình nhớ là chiến yên yên chiến ha. Còn này là chẳng, chiến chiến thì cái âm nó không có g cho nên nó không có độ rung mạnh ở ở ở cổ họng, cho nên khi mà đọc cái âm này nhớ không, n là độ rung ở mũi nhiều hơn, cho nên cái âm của mình nó hướng mình phát ra nó phải là nằm ở cái phần trên miệng hơn, còn cái chữ chẳng thì nó mới cái thanh nó xuống dưới cổ họng. Chén.
ở trên, nửa trên, nửa dưới. À, chén, chẳng. À, chén, chẳng. Rồi còn dưới, chẳng. Ừ, đúng rồi, chẳng. Đó, tương đối ha. Đó, mình nhớ nó có khác biệt gì ha. Rồi, mình tiếp nha. Xiên xiên ngoài xiên xiên yên à, cái này nó giống như cái chữ dền á, dền hiểu biết không, y dài a n, nhưng mà y dài a n nó là cái từ nó là một cái âm hoàn chỉnh, cho nên nếu mà nó ghép thế với cái phần khác nữa thì cái y dài nó bắt buộc nó bỏ cả đổi thành y ngắn, cho nên em nhớ cái âm y dền không, dền yên yên xiên 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 đó, nó là của cái âm nó ghép vào. Đúng không? Mình nhớ cái âm đó, cái mình ghép thêm này. Yên. Không phải xiang. Còn này là gì? Xiang. Xiang. Ừ, đợi từ trên. Không, nó không có g em. Xiên, xiên. Nó giống như chữ sến vậy đó, xiên, nhưng mà mình cho nó nhẹ lại. Sến, sến, xiên. Xiên. Xiang, chữ xiang thì nó mới lại giống ở mấy dưới hơn. Cái này giống như em đọc giống như chữ sến, à, rồi cho em cho nó nhẹ là xiên, xiên, xiên. Còn này mới là xiang, xiên, xiên, xiang. Ừ, xiên. Không phải xiên. Không, mình không có cho nó cái âm cái âm của nó xuống họng quá, hiểu không? Xiên, xiên, nửa nửa phần trên là xiên. Giờ em đọc chữ diện, 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 à, dạng, à, đó nó như diện đó, diện. Khi mà em đọc em để ý cái âm không, diện là nó ở trên mũi trở lên đúng không, diện, dạng, diện, dạng. Thì cái này cũng vậy, cái phần diện này, cái chữ diện đó, nó là nó nguyên nguyên cái cụm nó sẽ biến thành cái phần vần mẫu ở đằng sau, thì nó ghép với chữ x thì nó gọi là yên hạ yên si yên xiên 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 không phải xiang xiên xiên không phải xiang không có g em xiên còn ở dưới là xiang xiang chàng mà cái âm nó muốn xuống cổ họng xíu, còn âm kia trên ha, mình để ý mình từ từ mình đọc, mình để ý cái phần cái vị trí của cái âm thanh đó nó có khác chút xíu ha. Rồi những cái âm này á thì nó tương đối nó hơi lạ với tiếng Việt của mình, cho nên mình sẽ luyện những cái âm này nhiều hơn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ luyện thêm một lần nữa mà mình đọc hàng ngang qua ha. À, cái chỗ này lúc nãy chị chưa có vào, cái này để chị nhắc lại thêm một lần ha, là mình nhớ những cái âm này nè. À, đối với những cái âm mà có y á, giống như mình thấy nè, ia eo ia u yên yang ha, luôn cái cụm này luôn, cụm màu vàng này, yang yon này ha, có chữ y, nói chung là những cái âm mà ghép của y thêm á, à, là nói thêm hai ký tự hoặc ba ký tự thì nó đều có thể ghép được với chữ z q x, nhưng mà ghép được chữ z x thì nó sẽ như thế nào, không ghép được với cái cụm z ha. Nhớ ha, hôm bữa mình cũng nói rồi là sẽ có một cái cụm mà nó ghép được tất cả luôn, là cái cụm nào mà ghép được tất cả luôn, cả z q x với lại cụm z luôn. À, ai còn nhớ nè, Hằng có nhớ không Hằng? À, không nhớ không? À, rồi, vậy Như Quỳnh nhớ không Như Quỳnh? Từ nào là nó ghép, phải ghép đã cả được hai cụm luôn? Dạ, y. Y, đúng rồi ha. Chỉ có y mới ghép được hai cụm. Còn những cái từ còn lại nó sẽ là, nếu là ghép với từ này, cụm này thì sẽ không ghép được với cụm kia. Hôm trước là mình học những cái âm mà từ ở đây, từ chữ on, ha, chữ o trở lên đó, thì là nó ghép với cái cụm Z được, mà không có ghép với cụm Z với X ha. Còn bữa nay chúng ta sẽ học cái cụm này.
cho nên mình nhớ là có y ha, cái những mà cái cụm mà của y thì nó ghép được với lại z với x ha. Cho nên ví dụ mình nghe cái chữ cha đi thì nó không có thể là cha ha, cha như vậy được, không thể gì ghi chữ z h hay là chữ z không, cha, nó cũng thấy khi nó ghép vào nó cũng sẽ xem với nhau, nó sẽ khác nhau tí xíu thôi. Cho nên mình viết quen á thì mình sẽ nhận biết được là cái chữ này chỉ có thể ghép với ZX chứ không thể nào ghép với cái cụm Z được, dù là Z có H hay không H cũng là không được hết. Đó là mình có thể phân biệt bằng cách là nó có chữ Y ha, cái cụm của Y á thì nó có nè, còn cái không có Y thì có Y thì nó có, trông như cái chữ Y hôm bữa mình trước nè, đây là cái cụm này là đó, lúc này là cái cụm này nè, là nó ghép được với tất cả luôn, cả hai cụm luôn, và chỉ có một mình nó thôi. Trong cái bảng ghép âm này chỉ có một từ này là có thể ghép được với tất cả, còn lại là thường mà ghép biến cụm này thì nó sẽ không ghép được với cái cụm kia, nó giống chữ ô hai chấm cũng vậy nè ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa ha, tại vì những cái âm này nó cũng tương đối khó ha. Bây giờ mình chúng ta sẽ đọc một lần theo hàng ngang qua đây ha. À, rồi mời Như Quỳnh trước ha. Chia không phải chia, chia. Ừ. Ừ. Đúng rồi. Ừ, xiang ha. À, ở đây á, cái chỗ tại vì cho cái này nó không có đủ chỗ, cái chữ này là nó cũng là y ngắn này, nó cũng tương đương với cái tận mà y dài này, chữ ăn dẫn ha, dẫn ha. Bạn nó hơi chậm rồi, thôi bước bước khác bổ sung ha. Cho nên khi mà mình phát âm ở đây nó cũng là từ chữ y ngắn á, y ngắn an thì nó từ chữ về, nhớ nhớ chữ về nào, là cái chữ này nè. Rồi thôi bữa khác bổ sung nha. Đó, nó từ cái y dài an ha, an khi mà nó biến thành một cái vựng mẫu nó ghép á thì nó sẽ biến cái y dài đó thành y ngắn, tương tự cái từ này cũng được vậy. Nếu mà nó có cái phần đó, nó là cái âm hoàn chỉnh thì nó bắt buộc nó phải là y dài, là chữ dề, nếu không chữ dề mình đã học ở bên trên này nè. Chữ dề là cái âm nó đặc biệt á, chứ mình không có ghép như bình thường. Đây là chữ dề này nè ha, là cái chữ này y y dài là khi nó là âm hoàn chỉnh, còn nếu mà nó biến thành một phụ âm thì chữ y dài biến thành y ngắn ha, là yên ha, thì nó không có yên. Còn khi mà nó âm hoàn chỉnh á, tại vì khi mình ghép á thì mình sẽ đọc lướt nó qua, còn khi mình đọc đủ nó thì nó lại dẹt dẹt à, còn ghép với cái kia thì yên ha, y yên là giống như y dài là yên ha, chien à, chien hoặc chien đó, cứ mình ghép vào. Và tương tự cái âm âm này, cái này cũng vậy nè, những cái từ này nó cũng vậy nè ha, y ngắn này a ao nó như chữ dâu
cái kiểu giao mình đã học đó, thì nó cái này cái âm nó gọi là nó ghép đa âm á, là thay vì mà một một cái ký tự, một cái âm bậc hôm bước hôm trước mình học á, một cái vựng mẫu. Rồi để chị coi nè ha, những cái âm này mình thấy nè ha, là những cái bạn vựng mẫu mình chỉ có, tại sao là chỉ có a a o thôi, nhưng mà bây giờ ở đây mình ghép mình lại có i o u ha, hoặc là i a n ha, thì đây là cái phần ghép của cái đa âm, thì nó cũng biến, nó sẽ nó biến tấu từ những cái âm này nè. Những cái âm là giống như lúc nãy chị nói là chữ diền á ha, là i a n chữ diền, hoặc là nè i a n g hay là chữ hạ dặn hoặc là dặn đó, đó là tùy dấu mình thêm vào, nó cũng từ cái y dài đó nó ghép nó cái, một cái trong cái từ đã ghép ở đây mà nó ghép tiếp với nhau nữa. Rồi cái chữ i u thì mình có rồi, i e mình có, i e thì nó cũng từ được y dài e ha, là chữ yeah là cái âm hoàn chỉnh. Còn nếu mà nó biến thành vựng mẫu thì nó có bắt buộc y dài nó phải chuyển thành y ngắn. Cái chữ này cũng vậy, e a ao ha, e a ao mình coi trong cái bảng vựng mẫu mình đâu có thấy đúng không, mình đâu có cái chữ này i a ao đâu ha, mà nó sẽ lại bằng một cái chữ y ghép lại với chữ ao đó. Và nếu mà khi mà y à dao ha, là nó cũng sẽ là khi mà nó là cái âm hoàn chỉnh thì nó sẽ là y dài, nó dùng y dài nó sẽ là tương đương với cái y dài ở trên này nè, y dài này ghép với chữ ao là chữ dao. Rồi khi nó thành biến thành vựng mẫu thì nó sẽ biến thành y ngắn và nó ghép lại với cái vựng mẫu thanh mẫu khác. Ở cái nguyên tắc của nó là vậy, cho nên trong cái bảng ghép âm này là đã ghép sẵn cho mình rồi ha, cho nên ở đây mình chỉ cần làm quen với những cái phần này, khi mà mình tiếp xúc là nó sẽ những cái từ mà mình học á, nó sẽ toàn bộ nằm trong cái bảng này. Mình đã phát âm qua rồi, mình chỉ cần thêm lại cái dấu, nó coi tùy cái chữ đó là cái dấu thứ bao nhiêu thì mình phiên âm thêm là mình sẽ đọc được. Đó là gì, cái phần cái bảng này là chị đã gom toàn bộ nó trong này, những cái từ nào mà nó có âm. Và hôm trước mình cũng nói là có nói qua rồi ha, nhưng mình để nhắc lại một lần, nhiều khi mình không nhớ. Tức là ở đây là những từ nó khác với tiếng Việt mình là nó theo chữ ha, nhưng mà ở đây là giống như từ đó nó có đi, có âm đi ha, nhưng mà chưa chắc là trong bốn dấu ha, năm dấu trong đó là dấu nào nó cũng có ha, nó cũng phải tùy cái chữ của nó nữa. Có từ thì nó có cả bốn cái dấu luôn ha, giống như là thiên ha, giống như thiên là cũng có từ thiên, cũng có từ thiện. Thiền thì cái chữ này nghe mà cái này cũng ít nghe lắm, cho nên cái này chưa biết có không, muốn biết phải tra thử, tại vì cái ngôn ngữ đó với từ tiếng Trung á, như hôm trước nói là từ cũng rất là nhiều ha, cho nên thường chỉ mình sử dụng nhiều mình quen thì mình biết thôi, chứ có nhiều từ đó là thậm chí là người Trung Quốc họ cũng không biết nữa là ha. Dạ, thiền đó có từ thì nó sẽ có là gần như là đủ bốn dấu luôn, có từ thì chỉ có một hoặc là hai dấu ở trong đó thôi. Cho nên ở đây mình ghi là mình ghi đại diện những cái từ nào mà mình thường sử dụng để mình học, rồi mình sẽ làm quen những cái từ đơn luôn. Từ đơn hai từ mình ghép nhau thì mình sẽ có một câu ha. Giống như hôm trước mình có nói, một cái từ ha, chữ tôi là chữ gì nhớ không? Mà có ai nhớ chữ tôi nói sao? Đúng rồi. Rồi tôi ăn là gì? Đúng rồi. Dạ, nó là tôi ăn, nói làm sao? Đúng rồi, đó ha. Giống như lúc nãy Nguyệt Quỳnh ha, giống như là mình muốn nói là tôi ăn rồi ha, wǒ shí le, le chữ le của nó ý nghĩa đây là chữ rồi ha, le là âm của âm nào nè, phiên âm của chữ le đâu, mọi người gõ thử phiên âm của chữ le coi, wǒ shí le. Nghe ra mình nhận được biết được cái âm nào không? 我吃了。Chi em đoán là từ nào chi? 我吃了.
Alo chị nghe không chị? Rồi mời, mời chị luôn đi nha. Rồi. Alo nghe không chị? Rồi theo em là chữ L là chữ L là nó sẽ rồi giữa chữ thanh một với thanh tư là thanh nào nè, theo em là thanh nào? Thanh một phải không? Của chữ L ha. À, ở đây á đáp án chính xác của nó chữ L ở đây á nó sẽ là không dấu, nó là khinh thành ha. Tại vì trong tiếng Trung mình để ý những nó sẽ có những cái âm á mà nó sẽ lướt nhanh khi mình đọc á mình quen mình sẽ đoán được nó là khinh thành, giống như là của chữ L hả, của chữ L nếu nếu mình chữ L mình đọc rõ của chữ L ha. Nhưng mà khi mà người ta mình để ý người Trung Quốc tụi gì họ nói chuyện á thì nó sẽ lướt qua cái từ đó mình nghe như nó có nửa âm ha. Của chữ L, của chữ L thì nó sẽ là khinh thành. Cũng giống như hôm trước mình học á là mình có nói sơ qua khinh thành hả, ba bạn à, má nghe nghe giữa nó có một nửa thành thì nó sẽ là khinh thành. Đó, trong cái khi mà mình nói mình giao tiếp cũng vậy, mình nghe người ta nói á, mà nó lướt qua đó thì đa phần những cái từ đó là khinh thành. Và nó có một số nguyên tắc giống như chữ L, chữ L cái cấu trúc chữ L nó cũng là sẽ khinh thành. Thì tương tự mình sẽ nói là tôi uống rồi, ở hơi là của xì là của tủ là hoặc hoặc là đều là sẽ là khinh thành trong cái của cái mẫu câu đó, nó là vậy ha. Rồi cái từ này thì cũng dễ ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp lúc lúc nãy là đọc tới là như lúc nãy như Quỳnh đọc mới có như Quỳnh đọc thôi đúng không, mới có như Quỳnh đọc thôi đúng à. Rồi vậy bây giờ mời tiếp bạn tiếp ha. À, mời hàng chờ xíu, chờ xíu nó đang bị chặn. Rồi rồi đọc đi em. Chia thành thành từ chia. Không, mình đừng có bèo bèo bọ bèo từ từ chứ ha, bèo đúng rồi. Piao pao cái kịp bỏ cái này pao à piao đúng rồi. Liệu chứ không phải liệu, liệu là thằng ba liệu. Thanh hai, thanh hai. Mẹ, yeah. Chữ y em mình đọc là y ha, y. Tờ tiền.
Thiên, ông ấy thiện, thiện là thần hại, thiên. Nhãn. Chẳng. Rồi. Rồi được ha. À, rồi mời mời Nguyễn Quân. Lệ. Chia. 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 Biểu. Và Piao không phải Piao, Piao, Pa, Piao. Piao. Piao, Piao, Tờ, tờ, Piao, tờ. Bia, không phải bà, bia, bà, bia, Liu, thế từ. Không phải bảo bảo biên. Tiền, tạo tạo, tiền. Thiên thở thiên. 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 Rồi tôi nói mấy âm này có không? Có không? À, mình luyện từ mình quen ha, tại mấy cái âm này nó y thì nó khác với tiếng Việt mình, tiếng Việt mình không có những cái âm này cho nên nó mình thấy mình lạ thôi, từ từ mình luyện mình sẽ quen. Rồi mời Chi. Dạ. Lịa. Chia. 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 Bèo. Heo. Mèo. Heo. Heo. Mèo. Treo.
bờ bỉa từ từ bỉa ừ đúng rồi miêng 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 lìa từ từ lìa miêng ừ biển hunter biển biển không phải biển biển không phải họ nó không có g em yên yên giống như cái diện em đọc cái diện rồi dạ diện diện ừ diện thì đó nó tới tới chữ yên là nó ngừng không cái nó còn yên hay dạng còn cái niêm có g nó là dạng ha nên phiên đó chỉ tới chữ an là nó ngừng không có thêm g gì hết phiên phiên yên yên à, không 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 có yên hả phiên ừ, tương đối hả mình em đọc em chú ý để đừng có để cái hơi nó xuống cái cổ họng nó có cái nó xuống quá ha nó xuống quá thì mình nghe nó sẽ giống như có cái có chữ g trong đó ha không phải miếng miên không miếng thì nó sẽ giống như cái chữ ở dưới miên à, em đọc giống như chữ mến vậy đó đọc chữ mến nhớ chữ mến đọc mến nó có chữ hàm còn nếu mà giờ miến miến là nó có h đúng không không mến nó không có h nó giống như em đọc chữ mến miến không có h miến ừ, không phải miếng miếng mà nó giống như nó có g sao mến miến tức là mến đó. Mến hoặc là miến cũng được mến đừng có để cái đừng có để cái âm cái thanh của mình đó, nó xuống à. Còn mạng mạng ừ, mạng thì nó có g đúng không mạng à mà nó cũng còn hơi bị tí xíu ha. Rồi mình từ từ luyện ha rồi như là này là để ý nè miên mắng nó giống như mắng đi chị đi cho mình để ý đi ha miên miên đừng có để cái hơi nó xuống dưới cổ họng quá ha miên miên nó cũng còn hơi tí xíu mình về mình luyện thêm cái phần này ha. Ờ, để chị coi để chị sẽ coi cái cách để cho em luyện ha rồi mình tiếp ha điện ừ thiên không phải thiên 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 ừ. Thiên đó chỗ đó ngừng luôn đừng có đừng để cái hơi mình xuống có họng thiên 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 ừ rồi điện ừ không phải liền 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 nó giống như l e n n là lên mình lên gì đó ha không có g liền ừ liền chiên 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 không phải chiên chiên nó sẽ giống như cái âm ở dưới rồi chiên 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 để em đọc này yên yên chiên ông ấy chiên 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 nó giống như cái chữ này nè chiên à, để chị gọi trong cái hộp thoại ha chiên giống như chữ c h i n n ha chiên
giống như chữ chiến vậy đó, nhưng mà nó chữ ở dừng ơn ha, giống như chữ chiến à, chiến 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 ha, chiến chứ không phải dừng g n h chiến chiến à, chiến 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 không phải chiến, chiến là dưới rồi, chữ này là chiến, chữ ơn á, yên em thấy chị chữ cái hợp tác chị đọc không, em đọc dùm ơn, en là có g đúng không, ơn chiến 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 nó có khác đúng không, chiến 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 chiến. Ừ rồi, em bị cái phần g đó nó giống như nó bị cái thói quen á, cái này để chị coi từ từ sửa ha, rồi mình tiếp chén chén. Ừ chén à. À, rồi tới đây đèn đèn. Ừ chuyện chuyện chuyện. Ừ rồi, nếu mà có thời gian á em luyện nhiều thêm cái phần i n i a n ha, tại vì nếu mà mình muốn cái âm của mình chuẩn á thì mình nên luyện thêm ha, còn không thì mình nói người ta gì cũng toán, nhiều khi người ta phải bị đứng lại chỗ đó, hiểu không, tại vì cái âm nó nghe nó sẽ bị dễ bị lẫn lộn với âm có g á, mà ở có g với không g thì nó sẽ bị chênh lệch một tí xíu về cái mặt chữ, à là nhiều khi người ta sẽ không có rõ, người ta phải đứng lại người ta và hỏi lại ha, cho nên đó, nếu mà mình sẽ tập dần dần để sửa được bao nhiêu thì sửa, tại vì cái mỗi lần người cái cấu tạo thanh quản cái phát âm nó cũng khác nhau, giống như bản thân là chỉ là người Hoa đi mà cũng có rất là nhiều người Hoa, không phải người nào Hoa họ cũng phát âm chuẩn thôi, thậm chí cả là những người Trung Quốc cũng vậy nữa. Bữa trước chị đi làm công ty đó thì là liên hệ với những người ở bên Trung Quốc đó, là mình gọi điện thoại nói chuyện với họ đó, thì có rất là nhiều người, những cái người vùng miền khác họ nói tiếng Trung đâu có chuẩn đâu, họ nói cũng giống như mình nói tiếng Việt á, như Hà Nội thì đâu cũng có Hà Nội hay là nó cũng có bị dính những cái âm giống như cái tiếng Việt của mình vậy đó, thì nó cũng bị dính vậy. Thì những người đó thường sẽ nói à, do lúc đầu trong giao tiếp thì mình chưa có quen á, thì mình sẽ nghe nó hơi bị khó khăn, nhưng ví dụ như mình tiếp xúc với một người đó quen à, mình biết cái cách dùng của người ta như vậy thì mình sẽ quen dần ha, và nếu mà mình sửa được thì càng tốt ha, còn không thì như vậy cũng chấp nhận được ha, tại vì quan trọng cái trong giao tiếp á không phải là mình đọc chuẩn là tất cả đâu, mà mình phải có được cái phản xạ nữa. Có những người mà tại sao họ không có học chuẩn nha, nhưng mà họ nói tiếng Mồi đi, tại sao người ta vẫn hiểu được à, còn những người ta học ô chuẩn chỉnh lắm nhưng mà khi đến cái tự vựng hay gì mình không có nhớ, không có nói được thì nó không ra được câu hoàn chỉnh, người ta muốn diễn đạt ý đó người ta mình không có diễn đạt được thì người ta vẫn không có hiểu ha. Cho nên đối với cái ngôn ngữ mà giao tiếp đó, nó khác với cái việc mà nó thi cử, là nó ở chỗ đó thi cử thì nó bắt buộc nó thiên về nặng về cái phần văn phạm cái ngữ cái câu thôi, còn văn nói thì như mình quên đi, mình văn ra mình nói người ta đoán thôi, với lại coi cái ngữ cảnh người ta vậy người ta hiểu được ha. À, cho nên mình cố gắng sửa ở cái mức tốt nhất có thể. Rồi ở đây hôm nay thì mình có cái từ như chữ chia đi ha, chữ chia ở đây là một từ cũng dùng để chỉ cha mẹ chữ cha đó ha, với mình là có chữ ba. Để coi cái từ trên kia nha. À không, ở đây mình ba cái chữ này nè ha. Chữ này cũng dùng để chữ cha luôn ha. Nhưng mà cái chữ tia lúc nãy mình coi á, nó khác với cái chữ tia kia là gì? Nếu mà cái từ trừ mà nói về thiên thì thời đại này người ta dùng là gì? Chữ tia nhiều hơn ha. Ê, chữ ba nhiều hơn ha. Còn cái chữ tia thì nó thời xưa nó dùng, hiện tại thì vẫn có người đã dùng cũng dùng như vậy được nữa, nó cũng đều được, nhưng mà thời chữ ba người ta dùng từ hiện đại thì dùng nhiều hơn. Vậy thì bây giờ nói muốn nói ba của tôi thì nói như thế nào nè? Mình ghép thôi, mình biết từ
mình có chữ 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 tôi rồi ha, mình ghép cái chữ bà vào, mình sẽ có chữ bà. Các ai nhớ không nè? Wo ba ha. Rồi thêm một cái từ hôm nay mình mới vừa học nữa là chữ lúc nãy nữa là từ nào nữa? Đâu rồi? Đây, từ này. Mời Như Quỳnh. Của kia đều là chỉ bà của mình ha. Rồi hôm nay mình có học một cái chữ nhãn. Nhãn ha. Nhãn ở đây á là nó có nhiều nghĩa cái từ này. Ví dụ như nhãn á là có thể nghĩa là mẹ cũng được ha. Mẹ hôm trước mình học là ma đúng không? Đây ở trên đây là chữ mờ nè, mờ ma ha. Nhãn dục cũng dùng chỉ để mẹ cũng được ha. Nhưng mà giống như phim phim thời xưa cổ trang á, nó dùng hơn, giống như cái từ thiên về Hán Việt như mẫu thân, nó cũng có thể dùng là cái từ từ nhãn nó là gì? Từ đó đâu? Đây ha. Còn ngoài ra cái chữ nhãn này nó cũng còn có nghĩa là nương á, nương tức là nương tử hay là vợ á. Nhưng mà cái từ nương tử thì nó dùng cho cái từ thời xưa hơn, hoặc là ngu lan trúc nữ ha. Đó thì nhãn ở đây là dùng để chỉ trúc nữ, cái từ đó. Thì thường trong cái tiếng Trung có cái bộ nữ á, thì đều là sẽ liên quan đến cái phái nữ. Mình nhìn từ là mình có thể đoán ở cái từ này liên quan đến phái nữ đó, thì nó sẽ có cái bộ nữ đó. Cho nên giờ mình ghép lại mình sẽ có cái chữ mẹ này. Chữ mẹ như mẹ của bạn đi, mẹ bạn nói sao? Chi nhớ không Chi? Không, bạn chứ không phải tôi. Nhớ bạn là chữ gì không? Dạ, nì dê. Đúng rồi, nì ma. Rồi còn một cái cách nói khác của cái chữ ngày hôm nay nữa là gì? Nguyệt Quỳnh. Alo, Nguyệt Quỳnh nghe rõ không Nguyệt Quỳnh? Dạ, nghe. Không. Nhãn. Nhãn chứ không phải nhãn. Nì nhãn. Nì nhãn ha. Nhớ ha, mình chào nỉ hào. Nỉ hào á thì mình biến cái từ nỉ ra thành thanh hai. Nhưng mà khi mà dùng với cái từ khác nó không bị đụng cái thanh như vậy. Cái đó mình sẽ học trong một buổi sau về cái nguyên tắc biến thanh ha. Thì mình sẽ trả lại nó cái đúng cái thanh chính của nó là thanh ba, nỉ nhãn, chứ không phải mình học nỉ nhãn vậy là không đúng ha. Chữ nỉ bản thân gốc của nó là thanh ba. Ha, nhưng mà do đôi khi mà nó đụng đi với chữ hào nó bị thành ba, nó phải biến, nó sẽ thay đổi. Tại vì hôm khác mình sẽ học cái kiến thức đó ha. Rồi mình có những cái từ ghép riêng nhau, mình sẽ ghép được cái từ nè. Như chữ xìa nè ha, xìa là viết đúng không? Viết. Rồi bây giờ nói là tôi viết, rồi mình ghép hai từ này lại nha, là mình sẽ có câu viết là gì? Hàng tôi viết cái này cũng do một cái nguyên tắc tiếng Anh, thường là chữ của mình nhớ thành ba không, xìa là thành ba không, nhưng mà hai cái thành ba nó đụng nhau thì mình thành là của xìa ha, chứ mình không nói là của xìa. Rồi chữ chìa cũng vậy ha, chìa là chị đúng không, là chị của mình thì mình ghép vô là hả, chị của tôi hay là chị của bạn thì mì chìa hay là chị của bạn. Rồi bây giờ cái phần này á, nhớ là hôm nay mình sẽ học tới cái phần yên ha, cho nên chúng ta sẽ về mình đọc lại. Hôm trước á thì mình có bị lộn, tại vì cái bản mới đầu cái bản mục lục của chị nó ghi hơi bị thiếu, cho nên cái gì mình sẽ phần học mình luyện lại cái phần này ha, để chị đọc một lần, mọi người về mình sẽ chép lại cái đoạn này ha, và mình sẽ đọc luyện đọc cái phần này ha. Lìa chia 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 biểu piao miao piao piao miao liao, 叫,
桥小别撇灭跌贴捏裂解切解妞丢牛六九求修变片面点天年脸见钱现娘亮讲强想。Rồi rồi mình về mình nhớ luyện thêm những cái âm này ha, những cái từ này nó hơi phát âm nó hơi lạ cho nên mình luyện nhiều từ từ thì dần mình sẽ quen. Mình có thể đọc ngang hoặc là đọc dọc cũng được ha, tùy tụi em mình thuận là được rồi. Rồi mình nhớ mình luyện tới chữ yên ha. Rồi buổi học của chúng ta hôm nay là kết thúc ở đây ha. Rồi hẹn gặp các bạn vào ngày thứ bảy ha. Rồi giờ mình cùng chào nha ha. Zai jian, zai jian. Oh, zai jian. Rồi, zai jian. Rồi, tạm biệt.